Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Angie TV. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu từng cái loại cây ở ngoài vườn của nhà mình. Đầu tiên là cây sả. Cây sả thì có mùi rất là thơm và bọn mình hay tận dụng để nấu ăn và làm những cái thứ gì đó. Theo là cây gì mình không biết. Đây là cây rau gì đây? Rau bù ngót. Còn đây là cây mẫn cầu. Mình thường hay hái mẫn cầu ở chỗ này để ăn nè mọi người. Cây mẫn cầu thì miền Nam nói là cây gì? Cây mẫn cầu. Còn miền Trái Bắc na. Miền Bắc thì gọi là trái na. Đây, trái na có trái na. Đây, rồi na. Ok. Đây là cây gì? Đây là cây không biết. Cây gì mà ăn cây cây? Cây ớt. Rồi. Tiếp tục. Còn đây thì là một cây na, cây mẫn cầu luôn. Cây mẫn cầu luôn. Còn đây vẫn là cây ớt. Đó là cây bù ngót. Tiếp tục. Đây. Đây là cái cây mà có thể nổi ra những cái hộp đậu đen và những cái bông hoa rất là dễ thương. Tay nói là đậu gì đây? Đậu đen. Không phải. Đây là cây đậu biếc. Đậu biếc. Đậu biết có cái màu tím tím nè, rất là dễ thương. Ok, tiếp tục. Tiếp tục trong vườn có gì nữa? Đây là cây gì đây? Đây là cây trái gì đây? Trái gì mà hàng ngày chúng ta ăn hàng ngày? Trái gì quay mất rồi. Đó là cây mướp. Cây mướp. Rồi, chúng ta ngồi xuống. Đây là cây hẹ. Đúng rồi, chính xác, đây là cây hẹ. Tiếp tục. Tiếp tục xem thử là cây gì đây. Không có biết rồi, mọi người ơi. Cúng ra đứng ra cho chị Bắp nói xem thử là đây là cây gì. Xem có lá nó nhóm nhóm nè. Có lá nó hình thù như thế này. Đây là lá mít. Lá mít nè. Thấy cái lá mít chưa? Đó, giống như cái quạt. Đây là cây gì? Đây là cây nhãn, đó, lá nhãn thì nó dài. Lá nhãn nó dài, thấy chưa? Thì bình thường mình thích cái này giống như lá sen đó mọi người. Đó là cây bạc hà hay còn gọi là dọc mùng. Đó. Thì mình thấy ở ngoài sông đó, mình thấy. Đó, bây giờ chúng ta thấy là có một số loại cây bằng bắp không biết, bằng ăn gì không biết. Đây. Đây, tiếp tục. Không biết là cái vườn này là vườn của ông Quỳ chứ không phải là vườn nhà mình nha mọi người. Đây là cái lá ốc chó hay còn gọi là lá sản. Đó. Tiếp tục, tiếp tục. Đây, cây gì đây? Cây lá mát mập. Mát mập. Rồi, tiếp tục. Cây đây. Cây táo hả? Đúng rồi, cây táo nở hoa. Rồi, cây táo. Cái này vẫn là cây sả. Đây là cây sả, ok. Cây gì đây, da gì đây? Bí đỏ hả? Đây là bí đỏ, chính xác. Tiếp tục. Đây là một cái cây mít. Cây mít. Cây mít lớn. Cây mít. Đã trưởng thành. Ở dưới cây mít có gì? Không biết. Lá lốt. Lá lốt. Tiếp tục. Đây là lá gì đây? Thì gọi là cây siêu dinh dưỡng. Cây siêu dinh dưỡng. À, đây cái lá ở đây. Xem cái lá đó nè. Đó. Ta nhìn thấy không? Đó là bé tí luôn. Đó là gọi là chùm ngay. Tiếp tục. Lá gì đây? Dạ, không biết. Lá bạc hà. Đây là lá dâu. Lá dâu. Ủa bên trong dâu hả ông ba? Ừ. Tiếp tục. Một cây nữa. Đây là cây gì? Đây cái lá đây. Cây gì đây không nhớ. Lá gì? Lá ổi. Ừ. Đây tiếp tục. Cây gì đây? Này giống như lá chanh. Đây. Gắt. Gắt. Lá gắt. Đây. Gắt từ câu câu nó lan kia đây. Luôn. Đây là lá gì? Lá gì? Đinh lan. Rồi như vậy là đã giới thiệu xong cái vườn rất là nhiều cây. Rồi. Lại đây, lại đây, bắp bắp. Tiếp tục tổng kết xem thử. Tổng cách là mình đi một vòng thì mình biết được bao nhiêu cây và không biết được bao nhiêu cây. Đi một vòng là mình biết được
này ba cây. 3 6 cây. Rồi nhớ đặc điểm của từng loại cây chưa? Nhớ đặc điểm của từng lá cây đó, mỗi loại lá nó có một cái đặc điểm khác nhau. Rồi. Tạm biệt các bạn, hãy nhớ share và like và ủng hộ kênh của mình nha. Tạm biệt mọi người.